Chào mừng tất cả bạn đã đến với video review sản phẩm của 50mm Việt Nam. Trong tuần vừa rồi thì mình có đem về một chiếc dây máy ảnh với cái giá hơn khoảng 1,5 triệu một chút. Đem về rồi thì cũng nhận một vài trận chửi của anh em, đó là tại sao mày phải mua dây máy ảnh đắt như thế và tại sao mày không dùng dây máy ảnh bình thường như ở đây. Và video này chính là lời thanh minh của mình gửi tới toàn bộ anh em trong team cũng như gửi tới khán giả của 50mm Việt Nam. Mình xin khẳng định khoản tiền mình bỏ ra không phải là ngu phí. Và xin được giới thiệu các bạn ở đây, đó là dây Peak Design Slide phiên bản Summit Edition. Rất cảm ơn Dizuo đã cho 50mm Việt Nam mượn các sản phẩm Peak của Peak Design ở đây để làm review này. Mình sẽ bắt đầu đi từ ngoài vào trong của sản phẩm này. Đầu tiên, cầm vào vỏ hộp thì chúng ta có thể thấy ở đây là giới thiệu về sản phẩm khá là dễ hiểu. Mở hộp ra thì có nhân vật chính của chúng ta ở ngay đây rồi. Và thêm nữa ở bên cạnh chúng ta có hướng dẫn sử dụng cho nó. Và bây giờ sẽ bắt đầu mở hộp. Sau khi mở hộp thì chúng ta có nhân vật chính rồi, là chiếc dây Peak Design phiên bản Summit Edition ở đây. Tuy nhiên sẽ đợi một chút và chúng ta sẽ mở từ chiếc túi. Chúng ta có một chiếc đề can, hướng dẫn sử dụng. Ở đây Peak Design cho chúng ta hai chiếc móc dự phòng Anchor Link. Và họ cẩn thận hơn nữa cho chúng ta một chiếc móc để vặn plate của dây. Rồi, chúng ta sẽ quay trở lại với nhân vật chính. Sẽ thử tháo khỏi hộp nhé. Và đây, nhân vật chính của chúng ta đã lộ diện. Bắt đầu thử thôi. Cầm vào chiếc dây này thì cảm nhận đầu tiên của mình là chất liệu khá là cao cấp. Dây khá chắc chắn. Ở đây chúng ta có một chiếc móc. Khá là tiện với việc di chuyển và cho ngắn dài dây. Hơn nữa mình rất thích những chi tiết nhỏ của Peak Design ở đây. Họ cho hai miếng da vào hai đầu này. Một bên là Peak Design, một bên là tên của chiếc dây Summit Edition. Bây giờ mình sẽ lắp vào và thử cho các bạn xem nhé. Rồi, bây giờ để lắp vào thì mình sẽ cần dùng chiếc móc này. Rồi, tạm để đây. Mình sẽ cần tháo chiếc móc nối này và gắn vào máy ảnh. Bằng thao tác khá đơn giản, mình có thể gắn chiếc móc nối ở đây, được gọi là Anchor Link, vào dây máy ảnh. Một đầu còn lại mình sẽ gắn vào chiếc plate đã được nối vào ở đây. Rồi, rất dễ phải không? Bây giờ tôi sẽ đeo thử thôi. Khá là tiện đấy. Rồi, đeo thử được rồi thì mình sẽ di chuyển lại một chút để trải nghiệm sản phẩm này nhé. Đối với một vài bạn có thể dây sẽ hơi ngắn, các bạn có thể tùy chỉnh độ dài của dây ở đây. Hơn nữa, có nhiều người sẽ nhìn vào đây. Nếu các bạn thấy sợi dây này hơi mỏng manh thì cũng không phải lo đâu. Bởi theo nhà sản xuất thì sợi dây này được sản xuất bằng sợi Kevlar, được sử dụng trong làm áo chống đạn ấy. Với mình thì mình thích đeo kiểu như thế này. Tuy nhiên, nếu các bạn vẫn thích kiểu đeo truyền thống hơn thì các bạn có thể tháo chiếc móc ở đây và gắn lên trên này. Đây. Và các bạn đã có kiểu đeo truyền thống rồi. Vừa rồi là cảm nhận của mình về thao tác với chiếc dây này. Còn sau đây là về độ thoải mái khi sử dụng. Với chiếc dây Peak Design này thì mình khá là thích bởi nó có một tấm đệm ở đây. Tấm đệm này sẽ giúp các bạn chống mỏi trong thời gian dài. Hơn nữa, chất liệu của dây được làm khá là tốt. Chất liệu này hơi trơn một chút, vậy nên các bạn sẽ dễ dàng trong việc kéo dây như này. Với chiếc dây chính hãng mình có ở đây thì sẽ khá là khó chịu cho những người dùng trong thời gian dài. Hơn nữa, với chất liệu của nó thì các bạn có thể sẽ cảm thấy khá khó chịu vì bị nó cứa vào cổ hay cứa vào phần da thịt đấy. Rồi, tóm lại thì theo mình, chiếc dây này sẽ làm phụ kiện rất nên có đối với những người hay sử dụng máy ảnh trong thời gian dài. Ví dụ như những anh hay chụp sự kiện hay chụp kỷ yếu chẳng hạn. Còn với mình, sau khi đã sử dụng chiếc dây này trong một thời gian thì mình cũng không quyết định quay trở lại với dây chính hãng nữa. Quên mất, đó chính là chiếc dây này trông cũng khá là đẹp đúng không?
đeo nó thì trông bạn sẽ ngầu hơn khá nhiều đấy. Vâng, và đây là tất cả những cảm nhận của mình về chiếc dây Peak Design Slide này. Hẹn gặp các bạn trong video lần sau.